Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tuyên bố dân chúng đang lo lắng trước đe dọa của Trung Cộng, tin từ Hà Nội. Vào ngày hôm qua, ông Nguyễn Thiện Nhân, là Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Cộng sản Việt Nam, đã tường trình bản tổng hợp ý kiến và kiến nghị của người dân trước Quốc hội, nhấn mạnh rằng dân chúng đang bất bình, phẫn nộ trước việc Trung Cộng ngang nhiên thực hiện những công trình mở rộng, xây cất trên những hòn đảo chiếm của Việt Nam ở Trường Sa, nhưng chính phủ đã không có phản ứng mạnh. Cử tri và nhân dân nhấn mạnh việc Trung Cộng tăng cường các hoạt động cải tạo, bồi đắp, xây dựng các công trình tại hai quần đảo Trường Sa và Trường Sa, vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, vi phạm tuyên bố ứng xử giữa các nước ASEAN và Trung Cộng. Họ muốn chính phủ phải có chủ trương rõ rệt, giải pháp hiệu quả để bảo vệ biển, đảo và thềm lục địa quốc gia. Bên cạnh đó, nói lên sự lo lắng cho an nguy tổ quốc trước chủ trương bành trướng của Bắc Kinh của người dân, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng nói trước Quốc hội Cộng sản Việt Nam rằng dân chúng cũng đang lo âu trước tình trạng phát triển kinh tế không bền vững, năng suất lao động thấp, việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp không ổn định, công nợ tiếp tục gia tăng. Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông hoàn thành tới đâu, hư hỏng tới đó, tai nạn giao thông tăng, hỏa hoạn tăng, tình trạng hàng giả, hàng dởm tăng và tình trạng ô nhiễm, ngộ độc thực phẩm gia tăng, nhưng chính phủ chưa có những biện pháp ứng phó nhanh chóng. Đối với việc chống tham nhũng, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, theo cử tri, công tác phòng chống tham nhũng lãng phí còn rất hạn chế, xử trị tham nhũng rất chậm, thu hồi tài sản bị tham nhũng cũng diễn ra rất chậm. Có lẽ bản tường trình của ông Nguyễn Thiện Nhân đã thể hiện phần lớn sự quan tâm của người dân Việt Nam tình trạng kinh tế, xã hội dưới chế độ Cộng sản Việt Nam mà ai cũng biết, không thể che giấu. Nhưng Cộng sản Việt Nam sẽ làm gì hay không là việc khác.